sau 4 năm đóng máy, tại sao chiều ca của Ngô Cẩn Ngôn và Hồ Khải vẫn chưa được phát sóng? Fan hâm mộ của hai gà cưng nhà vua chính đang rất nóng lòng chờ đợi tác phẩm chiều ca. Thế nhưng khi bộ phim đã đóng máy được 4 năm vẫn chưa thể ra mắt khiến khán giả cảm thấy lo lắng. Chiều ca với sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn, Trương Chiết Hạn, Hứa Khải từng được lên kế hoạch phát sóng vào năm ngoái nhưng đến tháng 3 năm nay vẫn chưa thấy tin tức ra mắt của bộ phim. Có thể nói đây là một trong số ít phim truyền hình mà Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải hợp tác. Bộ phim được bấm máy vào năm 2016 khi cả hai còn chưa nổi tiếng, tạo được tiếng vang như ngày hôm nay. Mãi đến năm 2018, Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn tạo thành cặp đôi gây sốt trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Cung Đấu Đỉnh Đám Diên Hy Công Lược. Đặc biệt là Hứa Khải, anh được xem là diễn viên mới của làng giải trí, thu hút vô số fan hâm mộ nhờ ngoại hình điển trai cùng với lối diễn xuất chắc tay của mình. Hiện tại, danh tiếng của Hứa Khải được đánh giá là cao hơn Ngô Cẩn Ngôn với những tác phẩm thành công liên tiếp như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Trong chiều ca, Ngô Cẩn Ngôn diễn vai Đắc Kỳ trong khi Hứa Khải thể hiện vai Dương Tiễn. Ở tác phẩm này, cả hai không phải là một đôi như Diên Hy Công Lược, thậm chí là đối thủ một mất một còn. Cho nên đất diễn của Hứa Khải sẽ ít hơn và làm nền cho Ngô Cẩn Ngôn. Điều này không gây trở ngại đến việc yêu thích bộ phim của fan hâm mộ hai nhà. Tuy nhiên fan couple của Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn có lẽ sẽ đau lòng vì cả hai chẳng còn ngọt ngào như ở Diên Hy Công Lược. Điều khiến khán giả thắc mắc là vì sao chiều ca đã đóng máy gần 4 năm, đến bây giờ vẫn chưa có thông tin ngày ra mắt. Theo tin tức do một blogger có nhiều lượt follow tiết lộ, sở dĩ chiều ca bị hoãn phát sóng trong thời gian sắp tới là để nhường đường cho sự ra mắt của bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Được biết, chiều ca và bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng đều thuộc tác phẩm được nhào nặn bởi Vu Chính. Hai bộ phim do một công ty sản xuất sẽ tránh lên sóng cùng một lúc, gây cản trở lượt xem của nhau. Thế nên có lẽ đây là lý do khiến chiều ca phải chậm trễ thêm một thời gian nữa mới có thể trình làng khán giả. Chiều ca là phim truyền hình cổ trang thần thoại do Hoan Ngu Ảnh Thị, Hoa Hạ Thị Thím, Mango TV và Á Hoàn Ảnh Nghiệp hợp tác sản xuất. Vu Chính biên kịch dưới sự tham gia của các diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Trương Chiết Hạn, Bảo Kiếm Phong, Lý Nhất Đồng, Hứa Khải. Chiều ca là bộ phim xoay quanh câu chuyện trong những năm của nhà thương Đế Ất rời đô đến chiều ca, hy vọng nơi đây sẽ là một thành phố đầy phồn hoa. Thời gian trôi đi, ngôi vị hoàng đế truyền tới Đế Tân, con người này có nhiều thành tựu lớn, nhưng lại chinh chiến khắp nơi làm cho dân chúng sống trong cảnh lầm than. May có con trai Cơ Xương ở Tây Kỳ là Cơ Khảo, cùng con trai Đế Tân là Ân Giao đều là thiếu niên anh hùng. Họ hy vọng có thể dùng thể lực mỏng manh của mình cứu dân chúng thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cơ Khảo bị người khác hãm hại mà chịu bắt làm nô lệ, Ân Giao không tiếc thân mình ra tay cứu giúp. Trên đường trốn chạy, Cơ Khảo đã gặp được Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn, đồng thời dưới sự giúp đỡ của họ mà Cơ Khảo đã trốn được về Tây Kỳ. Năm 1048 trước công nguyên, Cơ Khảo đổi tên thành Cơ Phát, cùng 800 chư hầu tập hợp thảo phạt Đế Tân, cuối cùng tiêu diệt được nhà Thương. Thế nhưng cùng lúc đó, Ân Giao lại hiểu lầm cái chết của mẫu thân có liên quan đến Cơ Phát, liền đem quân chống lại. Trải qua nhiều lần tranh đấu, Ân Giao hiểu ra rằng vương quyền nằm trong tay ai không quan trọng, quan trọng là lê dân bách tính được sống ấm no hạnh phúc. Ân Giao sau đó tự sát, Cơ Phát đăng cơ trở thành vua của Tây Chu, thực hiện nguyện vọng năm xưa của mình cùng Ân Giao chính là làm cho lê dân bách tính được hạnh phúc.